tiên tri mới nhất của Parker, do ảnh hưởng nhận được cuối năm 2024 thế giới xảy ra sự kiện đáng sợ. Từ xưa đến nay, cả phương Đông và phương Tây đều coi nhận thực là một điểm báo chẳng lành. Vào tháng 4 vừa qua, Đài Loan đã xảy ra một trận động đất cực mạnh. Không riêng gì Đài Loan, ngay cả vùng phía đông nước Mỹ không nằm trong vành đai động đất cũng xảy ra trận động đất lớn nhất trong 140 năm qua. Theo tiên tri của nhà ngoại cảm Parker, cuối năm 2024 này còn xảy ra những sự kiện đáng sợ hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem những sự kiện nào sẽ xảy ra trong tương lai. 1. Điểm báo khủng khiếp của nhật thực. Một số người tin rằng nhật thực là dấu hiệu của ngày tận thế đang đến gần, và thậm chí nhật thực toàn phần sẽ dẫn đến thảm họa kinh hoàng với 75% dân số thế giới bị hủy diệt. Trong khi đó, đối với nhiều người khác, nhật thực là hiện tượng kích thích trí tò mò và rất được trông đợi. Theo giờ Việt Nam, vào lúc 22 giờ 42 phút ngày 8 tháng 4 năm 2024 đến 3 giờ 53 phút ngày 9 tháng 4 năm 2024 vừa qua, đã xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Quá trình nhật thực kéo dài 5 giờ 11 phút. Nhật thực toàn phần lần này bắt đầu từ giữa Thái Bình Dương, từ phía Tây Nam về phía Đông Bắc, từ phía Tây của Mexico, đi qua miền Nam và miền Trung nước Mỹ, và một phần miền Đông Canada, và nó kết thúc ở phía Bắc Đại Tây Dương. Nhật thực toàn phần lần này sẽ có ảnh hưởng gì tới nhân loại hay không? Chúng ta hãy cùng xem nhà ngoại cảm Parker giải thích. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2024, trong video tiên tri mới nhất của mình, Parker đã nói thẳng vào vấn đề rằng: là một nhà ngoại cảm, tôi sẽ nói với mọi người những sự tình đang xảy ra trên thế giới và tiến hành dự đoán về những sự kiện này, đồng thời cung cấp thông tin ngoại cảm và kiến giải lý trí của tôi. Hôm nay tôi muốn nói về nhật thực sẽ xảy ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, chia sẻ với mọi người về một số nhận định, quan điểm cũng như tiên tri của tôi về sự kiện này, bao gồm một số tiên tri trong Kinh Thánh, một số ảnh hưởng chiêm tinh học. Trong tiên tri trước đây, tôi đã đề cập đến một thời gian vô cùng quan trọng vì nó là nhật thực toàn phần và tuyến đường của nó rất thú vị. Nó bắt đầu từ Mexico, đi ngang qua miền Đông Bắc nước Mỹ, rồi qua các tiểu bang Texas, Oklahoma, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, New York, Vermont. Cuối cùng, trước khi tiến vào Canada, nó đi qua tiểu bang New Hampshire và Maine. Do đó, bóng tối của lần nhật thực này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các khu vực mà nó đi qua. Nó sẽ có nhiều năng lượng là sức mạnh, đặc biệt là nó có sức ảnh hưởng đối với các sự kiện thế giới, nhất là những sự kiện xảy ra ở Mỹ. 2. Giải thích theo chiêm tinh học. Ông Parker nói, lúc này mặt trăng cũng là mặt trăng siêu cấp, tức là nó gần trái đất hơn bình thường. Do đó sẽ có cảnh tượng ngoạn mục, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người đi xem. Ông Parker dùng chiêm tinh học giải thích dị tượng nhật thực này. Ông nói, từ góc độ chiêm tinh học, đây cũng là một thời khắc quan trọng bởi vì chúng ta sẽ sớm đón nhận thiên tượng sao Mộc và sao Thiên Vương thẳng hàng. Đây cũng là thời khắc năng lượng rất lớn. Từ góc độ chiêm tinh học, nhật thực tượng trưng cho sự khởi đầu mới, còn nguyệt thực thường tượng trưng cho sự kết thúc của sự vật. Do đó, thời điểm này là sự khởi đầu mới, thời kỳ biến đổi mới. Nhưng cũng có khi những biến đổi này có thể mang tính kịch tính, là khó khăn đối với nhân loại thế giới. Ông còn nói, chúng ta vẫn còn rất nhiều sự biến đổi tinh tượng của các hành tinh khác, ví dụ sao Diêm Vương tiến vào vị trí chòm sao Thủy Bình, sau đó lại rời đi. Điều này sẽ thúc đẩy sự kiện tương lai phát triển. Chúng ta hãy hy vọng những biến đổi này sẽ dần dần đi đến thời kỳ tốt đẹp hơn, đặc biệt là khi sao Diêm Vương tiến vào chòm sao Thủy Bình. Do đó nhật thực và nguyệt thực đều là bước ngoặt có ảnh hưởng lớn đến tầm quan trong thế giới. Lần nhật thực này sẽ xuất hiện ở vị trí 19 độ tại chòm sao Bạch Dương. Trong chiêm tinh học phương Tây, chòm sao Bạch Dương là chòm sao đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo, do đó rất nhiều khả năng là chỉ một sự khởi đầu mới, thời đại mới. Lần trước xảy ra tình hình này là năm 2005. Nếu bạn nhìn lại những sự tình xảy ra xung quanh ngày 8 tháng 4 năm 2005, bạn sẽ thấy sự trùng hợp và giống nhau đến thú vị, vì cũng là 19 độ chòm sao Bạch Dương, bản thân điều này cũng là sự trùng hợp thú vị. Lần nhật thực này sẽ đem đến cho chúng ta năng lượng mạnh về nhiều phương diện, là một liều thuốc kích thích rất lớn, rất nhiều phương diện đều như thế. Có nghĩa là trên thế giới sẽ có rất nhiều thay đổi, có thể là những sự tình chúng ta đã ý thức được. 3. Sự thay đổi của giới lãnh đạo. Vào năm 2024,
chúng ta sẽ thấy rất nhiều thay đổi quan trọng. Ví dụ sự thay đổi của giới lãnh đạo có thể là một trong những điều chúng ta sẽ sớm nhìn thấy. Ví dụ như lần nhật thực này cũng sẽ đi qua Canada. Do đó, chúng ta cũng có thể sẽ thấy Thủ tướng Canada Trudeau có thể bị mất chức bởi vì ông ấy đã ngày càng không được hoan nghênh rồi. Ông Parker cho rằng Thủ tướng Canada sẽ không được hoan nghênh như trước, có thể ông ta sẽ bị mất chức. Do đó, loại năng lượng này có thể dẫn đến ông Trudeau và các lãnh đạo khác mất chức. Cũng có thể dẫn đến Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức bởi vì ông Biden bị mất trí nhớ tuổi già, nên tôi nghĩ ông ấy không phải là ứng cử viên Tổng thống tốt nhất. Do đó có thể chúng ta sẽ thấy thời gian tới ông Biden sẽ bị thay thế. 4. Thế giới sẽ xảy ra nhiều biến động. Lần nhật thực này, về những sự kiện xảy ra trước và sau đó, năng lượng đều rất lớn. Bởi vì nó khác thường như thế, do đó, loại năng lượng này cũng sẽ kéo dài một năm. Chính vì vậy, trong thời gian này, bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là bước ngoặt. Những quyết định trong tháng 4 sẽ vô cùng quan trọng đối với cá nhân và cho để cả thế giới. Đây là thời gian đầy biến động vì nó giống như thêm rất nhiều nhiệt năng bên ngoài cho đống lửa. Chính vì vậy, chúng ta sẽ có thể thấy nhiều cuộc tấn công hơn. Ông Parker cảm thấy tháng 4 năm 2024 có thể là thời kỳ tập trung các cuộc tấn công. Đồng thời, trong thời gian này, ông luôn cảm thấy sẽ có động đất lớn. Nó có thể xảy ra trong tháng 4 do chịu tác động của nhật thực. Lời tiên tri này của ông Parker khiến chúng ta nhớ tới trận động đất lớn vừa xảy ra ở Đài Loan vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, đúng là vào quãng thời gian trước khi xảy ra nhật thực. Vì thế, chúng ta cần chú ý, đây có thể là thời kỳ vô cùng khó khăn. 5. Tin tích cực, Texas xuất hiện luật hoặc nhân vật mới, ông Trump có sự thay đổi bước ngoặt. Những ảnh hưởng của nhật thực không phải tất cả đều là tiêu cực mà có thể có cả những ảnh hưởng tích cực. Ví dụ các tiểu bang mà nhật thực che phủ, ví như Texas, có thể sẽ nhận được năng lượng tích cực có thể cho ra đời lập pháp mới, pháp luật mới, cũng có thể xuất hiện nhân vật mới. Những nhân vật này sẽ càng được chú ý hơn và trở nên lớn mạnh hơn. Sau này chúng ta sẽ biết được nhiều hơn. Giống như ông Trump, có thể trong thời gian này sẽ có những sự kiện có lợi được chuẩn bị cho ông ấy. Bởi vì ông ấy đã trải qua trùng trùng khó khăn trong các vụ kiện cáo, các phiên tòa có thể sẽ có một cơ hội xoay chuyển cục diện cuối cùng để kết thúc những kiện tụng pháp luật này. Nhưng cũng có thể ngược lại, những tố tụng pháp luật sẽ tạo ra ảnh hưởng bất lợi cho Donald Trump. 6. Một số nhật thực và bước ngoặt trong lịch sử. Trên thực tế, thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự kiện. Ông Parker nói, nhật thực luôn được coi là hiện tượng quan trọng. Trong đó, có một lần trong lịch sử, khi Alexander Đại Đế chiến đấu với người Ba Tư trong chiến dịch Gaugamela, các binh sĩ của ông thấy nhật thực trên bầu trời. Nhật thực này được coi là điềm lành, những dũng sĩ Hy Lạp này cho rằng, ồ, đây là điềm báo có lợi cho chúng ta, cho thấy chúng ta sẽ chiến thắng. Trái lại, người Ba Tư khi thấy nhật thực thì coi đó là điểm xấu. Thế là lần nhật thực ấy đã trở thành bước ngoặt quan trọng. Khi đó, Alexander Đại Đế đã giành chiến thắng trước người Ba Tư, về cơ bản đã thay đổi lịch sử. Đối với lịch sử thời đó, thì đây là một bước ngoặt. Rất nhiều tín đồ cơ đốc cho rằng, những dự ngôn trong sách Daniel đã ứng nghiệm và coi đó là những dự ngôn trong Kinh Thánh đã thành sự thật. Trong Kinh Thánh cũng có nói đến những dị tượng trên bầu trời. Ông Parker nói, sao chổi Halley cũng được coi là điểm báo xung đột lớn, bởi vì năm 1066 nó quét qua bầu trời. Những người nghiên cứu lịch sử nước Anh đều biết, trong chiến dịch Hastings có xuất hiện sao chổi Halley. Vì năm 1066, nó xuất hiện trên bầu trời quá sáng chói, là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Anh, là thời kỳ chinh phục Norman. Tương tự, vào năm 1780 xảy ra nhật thực, khi đó xảy ra động đất lớn Lisboa của Bồ Đào Nha. Lần này đến năm 2024, khiến ông Parker không thể không nghĩ đến sẽ có nhiều động đất hơn nữa trong năm này. 10 ngày trước trận động đất Lisboa, mọi người nhìn thấy nhật thực, được coi là dấu hiệu quan trọng. Đó là một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử, đã hoàn toàn phá hủy toàn bộ thành phố Lisboa. Những lần sao chổi khác trong lịch sử cũng rất mạnh. Năm 1843, sao chổi lớn quét qua bầu trời, tín đồ cơ đốc tin rằng đó là dấu hiệu Chúa Giê-xu trở lại. Do đó ngày này, rất nhiều người có tín ngưỡng kiên định vào tôn giáo nói rằng lần nhật thực là tượng trưng cho thời đại sắp tới. Bởi vì nó quét qua một số thành phố mà tên của những thành phố này có mối liên hệ mạnh mẽ với Kinh Thánh. Ví như Phúc âm Luca có đề cập, đặc biệt là sự viện dẫn liên quan đến Nineveh,
nó quét qua 6, 7 thành phố có liên quan đến Nineveh. Đây là dấu hiệu đấng cứu thế Messiah giáng lâm được đề cập đến trong Kinh Thánh. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy hiện tượng này. Khi chúng ta nhìn thấy những hiện tượng nào đó trên bầu trời, có khi chúng ta có phản ứng quá mức bởi vì những sự tình này đến rồi đi. Mọi người nói, được rồi, chúng ta vẫn đang chờ đợi. Nhưng ông Parker hoàn toàn cho rằng trong đó có năng lượng. Trong Khải Huyền cũng có nói đến dị tượng trên bầu trời, đó là nhật thực lớn đỏ như máu. Các vì sao sẽ từ trên trời rơi xuống, trái đất sẽ rung chuyển, phong ấn thứ 6 sẽ được mở ra. Hiện nay rất nhiều người lo lắng về điều này. Ông Parker tin rằng sẽ có sự thay đổi về năng lượng, có thể chúng ta sẽ thấy các vệ tinh bị nhiễu. Nostradamus, nhà tiên tri lừng danh thế giới cũng nói đến tầm quan trọng của nhật thực. Trong bài thơ thứ 48 của các thế kỷ, thực tế là bài thơ thứ 34, kỷ thứ 3 của các thế kỷ, khi đó sẽ xuất hiện nhật thực, quái vật sẽ xuất hiện ban ngày, giá cao không đề phòng. Parker nói rằng trước đây ông chỉ chú ý đến nhật thực, còn quái vật thì có lẽ là một vấn đề thế giới quan trọng. Parker còn đề cập đến bài thơ thứ 48 kỷ thứ nhất, bài thứ 34 của kỷ thứ 3, bài thứ 33 của kỷ thứ 9 của cuốn sách các thế kỷ của Nostradamus, đều đề cập đến năng lượng quan trọng của nhật thực và nguyệt thực và việc nó thay đổi xu hướng các sự kiện như thế nào. Chúng ta có thể rút ra kết luận rằng đây là thời khắc đầy năng lượng, có thể trên thế giới sẽ có những hỗn loạn. Nước Mỹ xảy ra sự cố cây cầu lớn bị phá hủy, thuyền đâm phá hủy tất cả. Ông Parker dự đoán rằng thời gian xảy ra nhật thực lớn này có thể rất nhiều các tai họa lớn xảy đến. Ông Parker cho rằng bóng tối là tượng trưng cho sự sợ hãi và tà ác vì đó là khi chúng ta yếu đuối nhất. Vì vậy khi chúng ta nhìn thấy bóng tối lớn quét qua trái đất, nó cũng chạm đến tiềm thức của chúng ta. Người xưa luôn nói rằng thời gian nhật thực thì cần tránh ăn uống bởi vì năng lượng khi đó rất bất hảo. Trong một số nền văn hóa, đến nay vẫn tin rằng trong thời gian nhật thực ăn uống là không may mắn. Họ nói rằng có thể gây vấn đề tiêu hóa hoặc vấn đề sức khỏe. Ông Parker nói, tôi nhận thấy các nhà khoa học có thể bác bỏ mạnh mẽ quan điểm này. Nhưng các bạn cần ý thức được rằng, trên thế giới còn có rất nhiều những nhân tố năng lượng vẫn chưa được khoa học kỹ thuật giải thích. Người ta nói, khi nhật thực ắt phải che các tấm gương và cửa sổ của ngôi nhà. Bà nội tôi mỗi khi có sấm sét đều che gương. Trong một số nền văn hóa, cũng cho rằng khoảng thời gian giống như lễ Halloween là thời khắc tà ác xuyên Việt thế giới. Ông kết luận, nói tóm lại, nhật thực là một bước ngoặt. Tôi biết các nhà chiêm tinh học sẽ nói, đó là điểm năng lượng, tôi cũng cho là như vậy. Nhưng nhật thực luôn là sự tình khiến người ta sợ hãi và nó luôn có những truyền thuyết khiến người ta say mê. Nhật thực toàn phần vào tháng 4 vừa qua chưa bao giờ được coi là khởi đầu cho ngày tận thế. Tuy nhiên, những người tin vào thuyết này vẫn nghĩ rằng hiện tượng che khuất nên được coi là dấu hiệu cảnh báo về sự xuất hiện của sức mạnh toàn năng. Có người cho rằng đây là thông điệp của Chúa với toàn thế giới. Còn theo truyền thống của người Do Thái, đó là lời cảnh báo đối với những người không phải người Do Thái và các nước châu Âu phải lưu ý. Video của chúng tôi đến đây là hết. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hiện tượng nhật thực vừa qua? Liệu những lời tiên tri của Parker có trở thành hiện thực hay không? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.